ហើយនេះគឺជាបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតចូលមកបកស្រាយរឿងដកថ្មិញស្លាប់នៅគ្លីនិកមួយនៅជិតអូឡាំពិកនេះបណ្ឌិតនេះគាត់ចង់វិញចាប់ដើមក្បាច់បើកក្បាលដំបូងណាហ្នឹងហើយបណ្ឌិតនេះគាត់អ្នកផ្សេងគាត់ចង់ពយល់ប្រាប់ពីថាហេតុអីបានជាដកថ្មិញស្លាប់មនុស្សចាចាគាត់ចង់ពយល់ថាມັນអាចដកថ្មិញມັນអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានទេដល់រាប់ណាតែអ្នកឈឺថ្មិញហ្នឹងគាត់មានអាការៈជំងឺអីមួយហើយពេទ្យនេះទៅដកអត់មើ
khang lệch ban prap ao mô tô đụp nâng chộp rụi hai ban chộp bì lưu mô tô đá tư ông quỳ nì dây tư pháp nơi kraum spin a cap rambi mạc ra tên tập này hô đôi tận tay mặt đăng tha nì dây rừng ấy cái nạ đá nì dây tư pháp phong chung phong nô ba mặt tên pháp tại đua phần đồ phần đăng thua ai nè rụt mô tô đụp chà chui rất trung ọt có ọt đăng luôn chà hay propop comment đá mặt tôi thì tha cái nạ đá phật tây khang lớn chì mô tô đụp mộng nô men pa on frame mà nè chì tham khai rồi hốt khởi bẹp ni bàn cho tới chui cuội trở bạch bong phơi nơi tai mình toàn đằng khuôn có từ pháp hạ bong thay tới chụp đây rồi bỏ bong phơi nô ai mặc từ tua giờ tới mình tìp bẹp bàn tai bẹp từ pháp tới bắp bong thay bắp tha mặc ở lưỡi hơi rong chăm chật mà phơi nơi tì hơi nơi tai mình prom ở mặc tiền cái tre ban này rồi mà tổ đốt nâng bong phơi đâu giờ tới phòng cứu nơi clinic ai cái chân hay tại tân nâng ở phơi tre khăn lưới dùng rồi hốt phơi lấp từ ban bong phơi bắp tha để pha tới cọt khăn đây rồi bỏ cọt bẹp bẹp đại châu hang phật phi chỉ mỗi nè hai nước đây bay chơi tập pha phong chỉ mới nâng phơi phơi thực vật can trong hàng tờ propon khăn chỉ mà tôi đốt chơi mà vẫn dũng cha rồi hốt đua phần lập bẹp này tại mà đòn cha bốn bốn quát cha và bốn quát bà hay lục ở đây nó phong mà mưa phong lục ấy kia nó xây vừa cười như ở đây bông hàng cùi chỉ mùi kia hộp chọc chỉ mùi kia sao ta từ từ chơi mùi này đi xây nữa để trả bị chư bị quân luôn ai dân tới đôi chúng cào đai và tụt một tụt mọt ở kia thì tới trả bờ xa kia đâu tê ai ở khơi đâu mục đang tới vậy thì tao và đặc biệt chẳng tới ở tạm na thế nô sấy kia tuần sau thì phong khơi ở đây chẳng tới nên có mặt phổ thông phong cũng năng đăng đá nữa bà chẳng thế ho khăn lục ở đây ơi tao luôn luôn một quân vinh đó na còn oi thời chẳng mà ai nếu công tao tọ slot ai nâng công rụt thốt khang pê tiện tông nâng rừng còn là cái che chỉ môi nô sấy nơi chật dương công mở rụt thốt khang pê cả na rụt thốt dương sau ấy phong về chăng sờ lòng chăng thưa bác luôn anh bà chà cho tôi mở rương tiết cứ róm tròn chương nâng không club trên mà vĩnh cặp bài cặp ba ở bên nè phật phi phật vấn cho róm nâng không club róm tròn chương kia phê kim mà khang tiết chả róm chọn chương phía kia mà khang tiết vừa ở miền ca chưa được cái kia đăng luôn thả miền rương hai cái nom kia từ lập từ te vĩnh từ chuẩn bằng cọ đăng cặp bài cả ba pin nhé cà pi với liềm mong phần pi hai phẩm nội tì giúp thằng ấy thì đập cả nhà nơi một club buff tam play ở phía kia pung flare lơ phía cả tập la khăn fan song chuẩn rong cua đại ro được buông miền bay nhé bóng ổn bằng ca tìm môi chung một prạng tất ai dùng một phẩy bốn chín năm phẩy pro cầm một cọ rung chạm phản được phần ca chạm rẻ lơ rồi bộ bài cả ba hai tì pi chung một prạng ngữ ប្រុសអាយុ28ឆ្នាំធ្វើការផ្នែកនៅជាមួយគ្នារបបបៃក្បាលទី3ឈ្មោះប្រាក់ពេជ្រអាយុ22ឆ្នាំជាកម្មកររោងចក្រផ្នែកនៅភូមិទឹកថ្លាចារងរបបកែងដៃខាងស្ដាំហើយទី4ឈ្មោះទុំភេទស្រីអាយុ19ឆ្នាំកម្មការនៃរោងចក្រត្រូវជាប្រពន្ធឈ្មោះប្រាក់ទឹកមិនមានរងរបបទេនឹងម្នាក់ទៀតអស់ស្គាល់ឈ្មោះហើយប្រពន្ធបរមានពីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថានៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានេះជាថ្ងៃបើកប្រាក់ខែពួកគេនឹងបងប
ៅជន់ជើងខាងក្រុមអង្គរដែលមានគ្នា7នាក់ជាកម្មករនៅយានដ្ឋានលាវរថយន្ត PS ដែលនៅជិតនឹងក្លឹបនោះដែរធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាហើយប៉ុន្តែពួកគេបានសុំទោសទៅជន់អង្គររួចទៅហើយតែសភាពការដូចជាមិនធ្វើស្រួលចាខាងជន់រងគ្រោះបាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅកន្លែងស្នាក់នៅវិញពេលដែលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកំពុងតែយកម៉ូតូ2គ្រឿងពីកន្លែងផ្ញើម៉ូតូចាមាន Honda Dream ពណ៌ខ្មៅនិងម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកបិចស្រាប់តែឈ្មោះប្រាក់ពេជ្របានដើរទៅមុនគេពេលទៅដល់មុខយានដ្ឋានលើរថយន្ត PS ក៏ត្រូវបានជន់បង្កប្រដាប់ដោយដំបងឈើជ្រុងកំបិតចាបំពង់ទីបគ្រប់ដៃដេញវាយធ្វើឲ្យបែកក្បាលហើយឃើញបែបនេះបងប្រុស2នាក់បានរត់ទៅជួយត្រូវជន់បង្កវាយបែកក្បាលនឹងរយះកែងដៃម្នាក់ទៀតធ្វើចាំម្នាក់ទៀតទៅរត់ត្រឡប់ទៅមុខក្លឹបវិញត្រូវ Fantasy Fox ជួយខាត់ទៅជន់បង្ករត់ចូលយានដ្ឋានវិញអស់ហើយស្របពេលនោះកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌ Fantasy Fox បានចុះទៅដល់មេការបានចេញមកសម្របសម្រួលជាមួយមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបន្ទាប់មកទៅនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាបានចុះទៅដល់ប្រាប់ឲ្យជន់រងគ្រោះទៅព្យាបាលរបួសចាននឹងថតរូបទុកជាឯកសាររងចាំព្រឹកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងធ្វើការកោះហៅចាទេកាប់បង្ករបួសស្នាមហើយសមត្ថកិច្ចទៅដល់ហើយមេការចេញមកសម្របសម្រួលមិនមេការប្រហែលជាមេការយានដ្ឋានអឺហ្នឹងហើយចេញមកសម្របសម្រួលក៏សមត្ថកិច្ចក៏អត់ត្រូវសម្របសម្រួលដែរយកសិនចាបាទព្រោះនេះវាករណីជាក់ស្ដែងបាត់ល្មើសព្រំដែនហើយបាទបង្ករបួសស្នាមអញ្ចឹងទៅបីមេការហ្នឹងប្រាប់ថាអត់ទេធានាក៏ដោយ
thế này thả xong lúc bước nam tàu pet cả đôi phần tay sẽ mặt cái thở vô sân nói mình men sẽ mặt cái tàu đây tí thế khi anh ta bột đó là ớt khơi như chân rô mùi ớt khơi như chân tàu tàu lập tàu với đồ hấy thì tam rô lôn bàn bằng ngay bì ngay bàn khơi như chân tàu là nâng cái bàn xông đầy cài chân tàu này mà phần tay hạp liêm liêm bạp nè nâng ớt ai mê ca trên mô dùm rô tàu bán ấy bà chế ở đây nhầm squal vi ấy ớt đấy là nâng bán ấy nè bà chân sẽ mặt cái có tàu bắt tàu bà hay chỉ có squal mê ca nâng chụp mắt giang mấy cùng đăng đấy bà phần tay phơi chụp bắp khô bắt đấy bà cha cho rương mối tiếp và tay khơi bút